Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 8. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Mô-sê rằng: Hãy nói cùng A-rôn, khi nào ngươi đặt các đèn thì bảy ngọn đèn phải chiếu trên phía trước chân đèn. A-rôn bèn làm như vậy, đặt bảy ngọn đèn trên phía trước chân đèn y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Mô-sê. Và chân đèn đã làm theo cách này, làm bằng vàng đánh giá, cho đến cái chân và những cái hoa đều đánh giá. Ấy vậy, người ta làm chân đèn theo như kiểu mà Đức Giê-hô-va đã chỉ cho Mô-sê xem. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy chọn lấy người Lê-vi ở trong vòng dân Israel và dọn cho họ được sạch. Này là điều ngươi phải làm cho họ được sạch. Ngươi phải rải nước rửa tội trên mình họ. Họ phải cạo hết thảy cùng mình, giặt quần áo và dọn cho mình được sạch. Đoạn, họ phải bắt một con bò đực với của lễ chay bằng bột lọc nhồi dầu cặp theo. Còn ngươi bắt một con bò đực tơ thứ nhì dùng về của lễ chuộc tội. Rồi biểu người Lê-vi đến gần trước hội mạc và nhóm cả hội chúng Israel. Vậy, ngươi phải biểu người Lê-vi đến gần trước mặt Đức Giê-hô-va. Rồi dân Israel sẽ đặt tay trên mình người Lê-vi. A-rôn sẽ dâng người Lê-vi làm của lễ do phần dân Israel mà đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Và họ sẽ được phần làm công việc của Đức Giê-hô-va. Đoạn, người Lê-vi sẽ đặt tay trên đầu hai con bò đực. Và ngươi phải dâng con này làm của lễ chuộc tội và con kia làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va để làm lễ chuộc tội cho người Lê-vi. Kế đó, ngươi phải biểu người Lê-vi đứng trước mặt A-rôn và các con trai người, rồi dâng họ như một của lễ đưa qua đưa lại cho Đức Giê-hô-va. Như vậy, ngươi sẽ biệt riêng ra người Lê-vi với dân Israel, và người Lê-vi sẽ thuộc về ta. Sau việc ấy, người Lê-vi sẽ đến đặng làm công việc của hội mạc. Ấy, ngươi sẽ làm cho họ được sạch và dâng như của lễ đưa qua đưa lại vậy. Bởi vì giữa dân Israel, người Lê-vi ban trọn cho ta. Ta đã chọn lấy họ về ta thế cho hết thảy con đầu lòng của dân Israel. Vì chưng hết thảy con đầu lòng trong dân Israel đều thuộc về ta, bất luận người hay vật. Ta đã biệt chúng nó riêng ra cho ta trong ngày ta hành hại mọi con đầu lòng tại xứ Ai Cập. Và ta đã chọn lấy người Lê-vi thế cho mọi con đầu lòng của dân Israel. Bởi trong dân Israel, ta đã chọn người Lê-vi ban trọn cho A-rôn và các con trai người, đặng làm công việc của dân Israel ở trong hội mạc, cùng làm lễ chuộc tội cho dân Israel, hầu cho khi họ đến gần nơi thánh, chẳng có tai hại chi trong dân Israel. Vậy, Mô-sê, A-rôn và cả hội dân Israel đối cùng người Lê-vi làm hết mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Mô-sê về họ. Dân Israel đối cùng người Lê-vi đều làm như vậy. Người Lê-vi bèn làm cho mình được sạch khỏi tội và giặt áo sống mình. Rồi A-rôn dâng họ như của lễ đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va và làm lễ chuộc tội cho để dọn họ được sạch. Sau rồi, người Lê-vi đến đặng làm công việc mình trong hội mạc trước mặt A-rôn và trước mặt các con trai người. Đối cùng người Lê-vi, người ta làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Mô-sê về họ. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Này là lệ định về người Lê-vi. Từ 25 tuổi sắp lên, người Lê-vi phải đến nhập bang trong công việc của hội mạc. Nhưng đến 50 tuổi, người sẽ ra bang chẳng làm công việc nữa. Người phải cứ giúp đỡ anh em mình trong hội mạc, coi sóc việc chi đã giao cho, nhưng không nên làm công việc nữa. Người phải đối cùng người Lê-vi mà làm như vậy về chức phận của họ. Chương 9. Tháng Giêng năm thứ hai, sau khi ra khỏi xứ Ai Cập, Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê trong đồng vắng Sinai rằng: Dân Israel phải giữ lễ vượt qua theo kỳ nhất định. Các ngươi phải giữ lễ đó theo kỳ nhất định, tức là ngày 14 tháng này và buổi chiều tối. Các ngươi phải làm theo hết thảy lệ định và luật pháp về lễ đó.
Vậy Môi-se nói cùng dân Israel để họ giữ lễ vượt qua. Dân Israel giữ lễ vượt qua trong tuần tháng Giêng ngày 14 vào buổi chiều tối tại đồng vắng Sinai, làm y mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Và có mấy người vì cớ xác chết mà bị ô uế không được giữ lễ vượt qua trong ngày đó, bèn đến trước mặt Môi-se và A-rôn mà thưa cùng Môi-se rằng: "Chúng tôi bị lây ô uế vì xác chết của loài người. Sao tại trong dân Israel chúng tôi phải bị cất phần dân của lễ cho Đức Giê-hô-va theo kỳ đã chỉ?" Môi-se đáp rằng: "Hãy đợi để ta biết điều Đức Giê-hô-va sẽ truyền dạy về các ngươi." Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: "Hãy nói cùng dân Israel rằng: khi một người trong vòng các ngươi hay là trong vòng hậu đại các ngươi bị ô uế vì cớ xác chết hoặc mắc đi xa thì cũng buộc phải giữ lễ vượt qua cho Đức Giê-hô-va. Mấy người đó phải giữ lễ này ngày 14 tháng 2 và buổi chiều tối ăn bánh không men cùng rau đắng, chớ nên để chi còn dư lại đến sáng mai, và cũng chẳng nên bẻ gãy những xương, phải giữ theo mọi luật lệ về lễ vượt qua vậy. Nhưng còn ai tinh sạch và không có đi xa, nếu chẳng giữ lễ vượt qua thì sẽ bị trút khỏi dân sự mình, vì người ấy chẳng dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong kỳ nhất định, người sẽ mang lấy tội mình. Khi một khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi mà muốn giữ lễ vượt qua cho Đức Giê-hô-va thì phải giữ theo lệ định và luật pháp về lễ vượt qua. Đồng có một luật lệ cho các ngươi, cho khách ngoại bang và cho người nào sinh tại trong xứ. Vả, ngày người ta dựng đền tạm thì trụ mây bao phủ đền tạm và trại chứng cớ. Ban chiều dường có một vần lửa ở trên đền tạm cho đến sáng mai. Hằng có như vậy, ban ngày trụ mây bao phủ đền tạm và ban đêm giống như có lửa. Mỗi khi trụ mây cất lên khỏi trại thì dân Israel ra đi. Trong nơi nào trụ mây dừng lại thì dân Israel hạ trại ở đó. Dân Israel ra đi theo mạng Đức Giê-hô-va và hạ trại theo mạng Đức Giê-hô-va. Trọn trong lúc trụ mây ngự trên đền tạm thì dân Israel cứ đóng trại. Khi nào trụ mây ngự lâu trên đền tạm thì dân Israel vâng theo mạng Đức Giê-hô-va chẳng hề ra đi. Nhưng khi nào trụ mây ngự ít ngày trên đền tạm thì dân Israel cứ vâng theo mạng Đức Giê-hô-va mà hạ trại và ra đi. Khi trụ mây ngự tại đó từ buổi chiều đến sáng mai, và khi đến sáng mai trụ mây cất lên thì ra đi, không cứ ngày hay đêm trụ mây cất lên thì họ ra đi. Trụ mây ngự trên đền tạm hoặc 2 ngày hoặc 1 tháng hoặc lâu hơn nữa thì dân Israel cứ đóng trại không hề ra đi, nhưng khi trụ mây cất lên thì họ ra đi. Dân Israel hạ trại và ra đi tùy theo mạng Đức Giê-hô-va. Họ theo chương trình của Đức Giê-hô-va, tùy mạng Ngài đã cậy Môi-se mà truyền cho. Chương 10. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: "Hãy làm 2 ống loa bằng bạc đánh giác, dùng cho ngươi để nhóm hiệp hội chúng và truyền cho các trại quân ra đi. Khi nào người ta thổi loa, toàn hội chúng sẽ nhóm lại gần bên ngươi tại cửa hội mạc. Nếu người ta thổi chỉ 1 ống loa, thì các quan trưởng, tức là các quan tướng đội quân Israel, phải nhóm lại gần bên ngươi. Khi các ngươi thổi tiếng vang, thì những trại quân ở về hướng đông phải ra đi. Khi các ngươi thổi tiếng vang lần thứ nhì, thì những trại quân ở về hướng nam phải ra đi. Người ta sẽ thổi tiếng vang khi nào các trại quân phải ra đi vậy. Khi nhóm hội chúng, các ngươi phải thổi, nhưng đừng thổi tiếng vang. Các con trai A-rôn là những thầy tế lễ sẽ thổi những ống loa. Từ đời này sang đời kia, ấy sẽ là một lễ định đời đời cho các ngươi. Khi nào trong xứ các ngươi phải ra chiến trận cùng kẻ thù nghịch xông đánh mình, thì phải thổi loa tiếng vang. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ nhớ lại các ngươi, và các ngươi sẽ được giải thoát khỏi kẻ thù nghịch. Trong những ngày vui mừng, trong các lễ trọng thể và đầu tháng của các ngươi, thì phải thổi loa khi dâng những của lễ thiêu và của lễ thù ân mình. Loa sẽ dùng làm kỷ niệm trước mặt Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi." Xảy trong ngày 20 tháng 2, năm thứ 2, thì trụ mây cất lên khỏi đền tạm chứng cớ. Dân Israel theo chương trình đã định ra từ đồng vắng Sinai và trụ mây dừng lại tại đồng vắng Pha-ran. Vậy dân Israel vâng mạng của Đức Giê-hô-va cậy Môi-se truyền cho
mà ra đi lần thứ nhất. Ngọn cờ của trại quân Giu-đa tùy theo các đội ngũ mình đi trước. Nahashon, con trai Aminadab, thống lãnh quân đội Giu-đa. Nathanael, con trai Sua, thống lãnh quân đội của chi phái Isaka. Eliab, con trai Helon, thống lãnh quân đội của chi phái Sabulon. Bây giờ, đền tạm đã tháo dỡ, rồi con cháu Gẹt-sôn và con cháu Merari khiêng đền tạm bèn ra đi. Kế đó, ngọn cờ của trại quân Ruben ra đi tùy theo các đội ngũ mình. Elishu, con trai Sedeu, thống lãnh quân đội Ruben. Shelumien, con trai Surihadai, thống lãnh quân đội của chi phái Simeon. Elishab, con trai Deuen, thống lãnh quân đội của chi phái Gác. Bây giờ, các người kê hát khiêng những vật thánh ra đi. Người ta dựng đền tạm lên, đương lúc đợi họ đến. Đoạn, ngọn cờ của trại quân con cháu Ephraim ra đi tùy theo đội ngũ mình. Elishama, con trai Amihud, thống lãnh quân đội Ephraim. Gamaliel, con trai Phedakshu, thống lãnh quân đội của chi phái Manasse. Abidan, con trai Gideoni, thống lãnh quân đội của chi phái Benjamin. Rốt lại, ngọn cờ của trại quân Dan ra đi tùy theo các đội ngũ mình. Nó làm hậu binh của các trại quân khác. Ahiese, con trai Amishadai, thống lãnh quân đội Dan. Phagien, con trai Ocran, thống lãnh quân đội của chi phái Ashe. Ahira, con trai Enan, thống lãnh quân đội của chi phái Nephtali. Đó là thứ tự về sự cất binh đi của dân Israel tùy theo các đội ngũ mình. Ấy, họ ra đi là như vậy. Và Môi-se nói cùng Hô-báp, con trai Reuen người Madian, tức là anh vợ mình mà rằng: chúng tôi đi đến xứ mà Đức Giê-hô-va có phán rằng, ta sẽ ban xứ đó cho các ngươi. Xin anh hãy đi cùng chúng tôi sẽ đãi anh tử tế, vì Đức Giê-hô-va có hứa ban ơn cho dân Israel. Hô-báp đáp rằng: tôi không đi đâu, nhưng tôi sẽ đi về xứ sở tôi là nơi bà con tôi. Môi-se lại nói rằng: tôi xin anh chớ bỏ chúng tôi, vì anh biết nơi nào trong đồng vắng chúng tôi có thế hạ trại được. Anh sẽ dường như con mắt cho chúng tôi vậy. Nếu anh đi cùng chúng tôi, thì chúng tôi sẽ làm cho anh hưởng ơn lành mà Đức Giê-hô-va sẽ làm cho chúng tôi. Vậy dân Israel ra đi từ núi Đức Giê-hô-va, đi trong 3 ngày đường. Hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đi trước trong lúc 3 ngày đường này, đặng tìm cho dân một nơi an nghỉ. Trong lúc 3 ngày, khi dân Israel dời trại quân đi, thì trụ mây của Đức Giê-hô-va ở trên họ. Khi hòm giao ước đi, thì Môi-se nói rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, xin trỗi dậy để kẻ thù nghịch Ngài bị tản lạc, và kẻ nào ghét Ngài chạy trốn trước mặt Ngài. Khi người ta để hòm giao ước xuống, thì Môi-se nói rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, xin trở lại cùng muôn vàng của Israel. Chương 11. Vả dân sự bèn lầm bầm, và điều đó chẳng đẹp tai Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va nghe, cơn thạnh nộ Ngài nổi lên, lửa của Đức Giê-hô-va cháy phừng phừng giữa dân sự và thiêu hóa đầu cùng trại quân. Dân sự bèn kêu la cùng Môi-se. Môi-se cầu xin Đức Giê-hô-va thì lửa ngừng lại. Người ta đặt tên chỗ này là Tha-bê-ra, vì lửa của Đức Giê-hô-va đã cháy giữa dân sự. Bọn dân tạp ở trong dân Israel sinh lòng tham muốn, đến nỗi dân Israel lại khóc nữa mà rằng: ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt? Chúng tôi nhớ những cá chúng tôi ăn nhưng không tại xứ Ai Cập, những dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành và tỏi. Bây giờ linh hồn chúng tôi bị khô héo, không có chi hết, mắt chỉ thấy mana mà thôi. Vả mana hình như hột ngò, sắc như trân châu. Dân sự đi tản ra và hốt lấy, rồi nghiền bằng cối xay, hay là giã bằng cối giã, nấu trong một cái nồi và làm bánh, nếm giống như bánh nhỏ có pha dầu. Khi ban tối mù sương xuống trên trại quân, thì mana cũng xuống nữa. Vậy, Môi-se nghe dân sự khóc, mỗi người ở trong nhà mình, tại nơi cửa trại mình. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên phừng phừng, và Môi-se lấy làm buồn bực về điều đó.
Môi-se bèn thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Sao Ngài làm cho tôi tớ Ngài buồn? Sao tôi chẳng được ơn trước mặt Ngài, và sao Ngài lại chất gánh nặng của hết thảy dân sự này trên mình tôi? Tôi há có thọ thai dân này sao? Há có sinh đẻ nó sao? Mà Ngài lại phán biểu tôi rằng: Hãy ẵm dân này trong lòng ngươi, như người cha nuôi bồng đứa trẻ bú, cho đến xứ mà Ngài có thề hứa ban cho tổ phụ của chúng nó. Tôi sẽ có thịt ở đâu đặng phát cho cả dân sự này, bởi vì họ khóc về tôi mà rằng: Hãy cho chúng tôi thịt ăn. Tôi không thể một mình gánh hết dân sự này, vì thật là rất nặng nề cho tôi quá. Nếu Chúa đãi tôi như vậy, và nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin thà giết tôi đi, để tôi không thấy sự khốn nạn tôi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-se rằng: Hãy nhóm hiệp cho ta 70 người trong bực trưởng lão Israel, tức là những kẻ ngươi biết là trưởng lão và cai quản dân sự. Hãy dẫn các người ấy đến hội mạc, đứng tại đó với ngươi. Đoạn, ta sẽ ngự xuống, nói chuyện tại đó với ngươi. Ta sẽ lấy thần cảm ngươi mà ban cho những người đó, để họ chịu gánh nặng về dân sự với ngươi, và ngươi không phải gánh một mình. Ngươi phải truyền cho dân sự rằng: Ngày mai phải dọn mình ra thánh thì các ngươi sẽ ăn thịt. Vì chưng lỗ tai Đức Giê-hô-va có nghe các ngươi khóc mà rằng: Ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt, vì chúng tôi lấy làm sung sướng tại xứ Ai Cập? Bởi cớ đó, Đức Giê-hô-va sẽ ban thịt cho các ngươi thì các ngươi sẽ ăn. Chẳng phải các ngươi sẽ ăn thịt một ngày, hai ngày, năm ngày, 10 ngày hay là 20 ngày đâu, nhưng cho đến một tháng trọn, cho đến chừng nào thịt tràn ra lỗ mũi và các ngươi ngán đi, vì các ngươi đã bỏ Đức Giê-hô-va ở giữa mình và khóc trước mặt Ngài mà rằng: Vì sao chúng tôi đã ra khỏi xứ Ai Cập? Môi-se thưa rằng: Trong dân sự tôi đương ở đây có 600.000 người đàn ông, mà Ngài có phán rằng: Ta sẽ phát thịt cho dân này ăn trong một tháng trọn. Người ta há sẽ giết chiên và bò đến đổi được đủ cho họ sao? Hay là người ta há sẽ gom hết thảy cá dưới biển đến đổi được đủ cho họ sao? Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Tay của Đức Giê-hô-va há đã vắng lại sao? Ngươi sẽ xem thử điều ta đã phán cùng ngươi có xảy đến hay chăng? Môi-se bèn đi ra, thuật lại các lời Đức Giê-hô-va cho dân sự, rồi nhóm hiệp 70 người trong bực trưởng lão của dân sự, đặt để xung quanh trại. Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống trong mây, phán cùng Môi-se: Ngài lấy thần cảm người và ban cho 70 người trưởng lão. Vừa khi thần ở trên 70 người trưởng lão, bèn được cảm động nói tiên tri, nhưng không cứ nói mãi. Có hai người ở lại trong trại quân, một người tên là En-đát, một người tên là Mê-đát, được thần cảm động nói tiên tri tại trại quân. Hai người này thuộc về bọn được biên tên, nhưng không có đến hội mạc. Một đứa trai trẻ chạy thuật lại cùng Môi-se rằng: En-đát và Mê-đát nói tiên tri trong trại quân. Giô-suê, con trai của Nun, là người hầu việc Môi-se, đáp lại mà rằng: Hỡi Môi-se, chúa tôi, hãy cấm chúng nó. Môi-se đáp rằng: Ngươi ganh cho ta chăng? Ôi, chớ chi cả dân sự của Đức Giê-hô-va đều là người tiên tri, và chớ chi Đức Giê-hô-va ban thần của Ngài cho họ. Môi-se và mấy người trưởng lão đều lui vào trại quân. Đức Giê-hô-va bèn khiến một trận gió nổi từ biển, dẫn những chim cuốc đến vãi trên trại quân và xung quanh. Bên này trải ra dài chừng một ngày đường đi, và bên kia trải ra dài chừng một ngày đường đi, khỏi mặt đất chừng 2 thước bề cao. Dân sự đứng dậy lượm những cuốc trong ngày đó, đêm đó và trọn ngày sau. Ai lượm ít hơn hết có 10 ô mê. Người ta căng nó ra khắp chung quanh trại quân. Thịt vẫn còn nơi răng chưa nhai, thì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự, hành dân sự một tai vạ rất nặng. Người ta đặt tên chỗ đó là Kiprot Hathava, vì tại đó người ta chôn dân sự sinh lòng tham muốn. Từ Kiprot Hathava, dân sự đi đến Hát-xê-rốt, rồi ngừng lại tại đó. Thi Thiên 46. Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi. Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển.
dầu nước biển ầm ầm sôi bọt và các núi rúng động vì cớ sự chuyển dậy của nó. Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy sẽ không bị rúng động. Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Các dân náo loạn, các nước rúng động, Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bèn tan chảy. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi, Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Hãy đến nhìn xem các công việc của Đức Giê-hô-va, sự phá tan Ngài đã làm trên đất là dường nào. Ngài dẹp yên giặc cho đến đầu cùng trái đất, bẻ gãy các cung, chặt các giáo ra từng miếng và đốt xe nơi lửa. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi, Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Chương 22. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy xuống cung vua Giu-đa, tại đó ngươi khá rao lời này mà rằng: Hỡi vua của Giu-đa ngồi trên ngai Đa-vít, ngươi cùng tôi tớ ngươi và dân sự ngươi vào các cửa này, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy làm sự chính trực và công bình, cứu kẻ bị cướp khỏi tay người ức hiếp, chớ làm sự thiệt hại cùng sự hiếp đáp cho người trú ngụ, cho kẻ mồ côi hoặc người quá bụa, và chớ làm đổ máu vô tội trong nơi này. Vì nếu các ngươi thật vâng làm lời này, thì sẽ có vua ngồi trên ngai David, cưỡi xe và ngựa, người cùng tôi tớ người và dân người do các cửa nhà này mà vào. Nhưng nếu các ngươi chẳng khứng nghe lời này, Đức Giê-hô-va phán, ta chỉ mình mà thề, nhà này sẽ thành ra hoang vu. Đức Giê-hô-va phán về nhà vua Giu-đa như vậy: Ta coi ngươi cũng như Ga-la-át, cũng như chót núi Li-ban, nhưng ta chắc sẽ làm cho ngươi ra đồng vắng, ra các thành không người ở. Ta sắm sẵn những kẻ tàn hại nghịch cùng ngươi, thảy đều cầm khí giới. Chúng nó sẽ đốn những cây bách rất tốt của ngươi và quăng vào lửa. Có nhiều dân tộc sẽ đi qua gần thành này, đều nói cùng bạn mình rằng: Cớ sao Đức Giê-hô-va đã đãi thành lớn này như vậy? Sẽ có kẻ đáp rằng: Ấy là tại dân thành đó đã bỏ giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà thờ lại và hầu việc các thần khác. Chớ khóc người chết, chớ than thở về người, thà hãy khóc kẻ đi ra, vì nó sẽ không trở về, chẳng còn lại thấy xứ mình sinh trưởng. Vì Đức Giê-hô-va phán như vậy về Sa-lum, con trai Giô-si-a vua của Giu-đa, kế vị cha mình là Giô-si-a và đã đi khỏi nơi này. Người sẽ chẳng trở về đó nữa, mà chết tại xứ đã bị đày đến, chẳng còn lại thấy đất này nữa. Khốn thay cho kẻ xây nhà trái lẽ công bình, làm phòng bởi sự bất nghĩa, dùng kẻ lân cận mình làm việc vô lương và chẳng trả tiền công, nói rằng: Ta sẽ xây tòa nhà rộng rãi, có những phòng khoảng khoát, soi những cửa sổ, lợp trần bằng gỗ bách hương và sơn son. Ngươi lấy gỗ bách hương ganh đua sự đẹp, há nhân đó được làm vua sao? Cha ngươi xưa đã ăn đã uống, làm ra sự công bình chính trực, cho nên được thịnh vượng. Người đã làm ra lẽ thẳng cho kẻ nghèo và thiếu thốn, cho nên được phước. Đức Giê-hô-va phán: Như vậy há chẳng phải là biết ta sao? Nhưng mắt và lòng ngươi chăm sự tham lam, đổ máu vô tội và làm sự ức hiếp hung dữ. Vậy nên về Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a vua của Giu-đa, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Người ta sẽ chẳng khóc người mà nói rằng: Ôi anh em ta, ôi chị em ta, cũng sẽ chẳng than tiếc mà rằng: Thương thay Chúa, thương thay vinh hiển Chúa. Người sẽ bị chôn như chôn con lừa, sẽ bị kéo
và quăng ra ngoài cửa thành Jerusalem. Hãy lên Liban và kêu la, cất tiếng lên ở Ba-san, hãy kêu la từ chót núi Abarim, vì hết thảy người yêu ngươi đều bị hủy diệt. Ta đã nói cùng ngươi, đang thời ngươi thịnh vượng, nhưng ngươi nói rằng, tôi chẳng khứng nghe. Từ khi ngươi còn trẻ, tánh nết ngươi đã dường ấy, đã chẳng vâng lời ta. Hết thảy những kẻ chăn dân của ngươi sẽ bị gió nuốt, và kẻ yêu ngươi sẽ đi làm phu tù. Bây giờ, ngươi chắc sẽ bị hổ mang nhuốc vì mọi tội ác mình. Ngươi là kẻ ở trên Liban và lót ổ trong chòm cây hương bách kia. Khi ngươi gặp tai nạn, quặn thắt như đàn bà sinh đẻ, đáng thương xót biết bao. Đức Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, dầu Giê-cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa là cái ấn trên tay hữu ta, ta cũng lột ngươi đi. Ta sẽ phó ngươi trong tay những kẻ muốn đòi mạng ngươi, trong tay những kẻ mà ngươi sợ, tức trong tay Nebuchadnezzar vua Babylon và trong tay người canh đê. Ta sẽ đuổi ngươi cùng mẹ đã đẻ ra ngươi đến trong một xứ khác, không phải là xứ ngươi sinh ra, và ngươi sẽ chết tại đó. Còn như đất mà linh hồn chúng nó mong lộn lại thì sẽ không được trở về. Vậy Giê-cô-nia này há phải cái bình khinh dễ và bị bể sao? Há phải cái bình không ai ưa thích sao? Làm sao nó và dòng dõi nó bị ném ra, bị quăng trong một xứ mình chưa từng biết? Hỡi đất, 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 hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy, hãy ghi người này trong những kẻ không có con cái, trong những kẻ cả đời không thịnh vượng, vì con cháu nó sẽ không một người nào thịnh vượng ngồi ngai David và cai trị trong Giu-đa nữa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.